đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng, cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng, nếu cất riêng, cha mẹ buồn. Cha mẹ thích, dốc lòng làm, cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo, đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó, cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp, dùng khóc khuyên, đánh không giận. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền, dân làm được. Lễ nghĩa với người lớn. Thực phẩm chợ sáng thật tuyệt, vừa rẻ vừa ngon. Hay là gọi điện luôn cho mẹ đệ đệ nhỉ? Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được. Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được. Xin gọi lại sau. Mẹ đệ đệ bận, đâu có phải muốn gọi là gọi được đâu. Thằng bé hiếu hiếu này, cuối tuần mà cũng dậy sớm như khi đi học vậy, rất đáng khen. Thưởng chùm nho này cho hiếu hiếu ăn thôi. Hiếu hiếu, hiếu hiếu, ngủ thêm một chút vậy. Cháu chào ông bà. Giờ không còn sớm nữa. Chị và em đã ăn cả rồi. Cháu mau ăn đi. Mai cháu nhất định dậy sớm. Bà thấy cháu sáng nay cũng dậy rồi mà. Vốn định thưởng chùm nho cho hiếu hiếu dậy sớm của bà cơ đấy. Nhưng gọi mà không thấy cháu phản ứng gì. Khi bà đẩy cửa vào phòng cháu thì cháu lại ngủ mất. Cháu ngủ sao nhanh thế?
Bà, cháu nghe thấy bà gọi cháu, nhưng cháu muốn ngủ thêm nên cháu không nói gì. Thì ra bà gọi cháu để ăn nho à? Hiếu Hiếu, cháu đã nghe thấy câu cha mẹ gọi trả lời ngay chưa? Cháu nghe rồi ông ạ. Câu này nói là khi người lớn gọi thì cháu phải lập tức trả lời, không được chậm trễ. Đây chính là bổn phận của người nhỏ tuổi. Bình thường bà nội chăm sóc gia đình vất vả như thế, bánh bao cháu ăn cũng là do bà đi chợ buổi sáng để mua. Khi Hiếu Hiếu có thời gian thì có thể giúp bà làm việc mà, có đúng không? Bà không thấy mệt đâu, cháu mau ăn nho đi. Thôi, tôi ra ngoài dạo một lúc đây, tuổi thọ là ở vận động mà ra. Hiếu Hiếu, mau ăn sáng đi cháu. Vâng thưa bà. Cậu sao thế? Tớ đang nghĩ tới lời ông nội nói. Thực sự thường ngày bà rất vất vả, đi chợ rồi cùng mẹ nấu cơm, còn dọn dẹp nhà cửa. Bà lại còn hay ra tổ dân phố giúp đỡ mọi người. Cuối tuần tớ muốn đi giúp bà. Được thôi, nhưng cậu thở dài chuyện gì vậy? Nhưng cuối tuần này tớ có kế hoạch rồi. Hôm nay cùng đi nhặt rác với các bạn. Ngày mai thì tham gia trận đấu bóng đá của lớp. Một mình tớ chỉ có chút thời gian như thế, nhưng việc phải làm thì nhiều quá đi mất, không có đủ thời gian để giúp bà. Có rồi. Hiếu Hiếu, Hiếu Hiếu. Cái gì thế này? Đây là Hiếu Hiếu hiện ra từ cành cây. Chỉ cần cho ăn đủ mật ong là cậu ấy có thể giúp cậu làm việc. Đây là biến từ cành cây mà ra sao? Cậu đút thử một thìa xem sao. Ăn sạch sẽ thế này. Hiếu Hiếu, cháu ra đây một lúc nào. Vâng thưa bà. Bà nội muốn vá đôi tất này. Mắt bà kém, không xuyên kim được. Nào Hiếu Hiếu, cháu giúp bà xuyên kim nào. Xuyên kim cho sợi chỉ này xuyên qua cái lỗ này. Cái tất này vá sao mà khéo thế? Hiếu Hiếu khéo tay quá đi mất. Cậu ấy thật là nhanh nhẹn. Tớ mà đi giúp bà, có khi còn làm phiền thêm cho bà ấy chứ. Đừng nói là vá tất, đến xuân kim tớ cũng không xuân nhanh được như thế. Hay là để Hiếu Hiếu biến từ cành cây ở lại trong nhà thay tớ làm điều mà gọi là có ngay đi. Tớ đi nhặt rác, đi đá bóng đây. Lọ mật ong này tớ mới chỉ ăn một lần thôi. Nhưng lần này để Hiếu Hiếu cành cây giúp bà, tớ sẽ cho cậu ấy hết luôn. Tớ đi nhặt rác đây. Ở nhà có việc gì gọi cậu thì cậu phải hết sức giúp đỡ nhé. Cậu uống nhanh thế, chắc là ngon lắm nhỉ. Hiếu Hiếu. Ê.
Hiếu Hiếu, vừa rồi cháu vá tất rất giỏi, đến bà cũng phải học cháu. Cháu đợi chút nhé, bà đi tìm xem nào. Hồi bà còn nhỏ, bà không được mặc quần áo mới đâu, đều là mặc thừa của anh chị thôi. Đúng ra là cứ mới 3 năm, cũ 3 năm và vá víu víu thêm 3 năm, mặc quần áo cũ đến nỗi cảm thấy thân thiết, đến để lại cho các em bà nội còn không nỡ nữa cơ mà. Thời nay, đời sống được nâng cao. Ấy thế mà thói quen giản dị cũng không còn nữa. Hiếu Hiếu, một mình cháu vá xong rồi ư? Hiếu Hiếu, con có ở nhà không? Dạ thưa mẹ. Cuối tuần rồi đừng có ngồi mãi như thế, con ra ngoài chơi một lúc đi. Vâng. Hiếu Hiếu, bà nội. Thằng nhóc này chỉ làm mà không nói, điệu bộ này sao mà đáng yêu thế cơ. Hiếu Hiếu này, có việc gì ạ? Không có gì. Hôm nay Hiếu Hiếu đã giúp bà rất nhiều việc. Cháu cũng mệt rồi, cháu mau về nghỉ đi. Vâng, cháu biết rồi ạ. Lạ thế, sao Hiếu Hiếu cành cây lại đang ngủ thế? Bà nội bảo cậu ấy nghỉ ngơi, thế là cậu ấy về ngủ. Trông cậu ấy nghiêm túc nhỉ. Hiếu Hiếu, hôm nay tội cho cháu quá. Dù cho ai làm đi nữa, cứ giúp được bà là được. Đây, cái này là tớ dùng tiền tiêu vặt để mua đấy. Uống nhanh thế. Cảm ơn cậu đã giúp bà nội. Cậu giúp bà làm việc, bà vui lắm. Lọ mật ong này là tớ cảm ơn cậu đấy. Hiếu Hiếu, lại đi nhặt rác sao? Có Hiếu Hiếu cành cây ở đây là tớ có thể yên tâm đi nhặt rác rồi. Chiều nay tớ đi vắng, phiền cậu tiếp tục giúp mọi người làm việc nhé. Sao không đối thoại gì đến tớ nhỉ? Cậu ấy vốn là cành cây, ngẩn ngơ một chút là chuyện thường mà. Vậy tớ đi đây. Hôm nay Hiếu Hiếu năng nổ thế, phải thưởng thôi. Hiếu Hiếu, Hiếu Hiếu, cháu đây. Hiếu Hiếu này, chỗ quần áo đó, rồi tất nữa, sao cháu vá giỏi thế? Hiếu Hiếu, cẩn thận kẻo nghẹn. Bánh ngon chứ? Chậm thôi, chậm thôi. Cẩn thận kẻo nghẹn. Hiếu Hiếu. Có việc gì ạ?
Hôm nay mệt quá đi. Chắc cậu cũng mệt chứ. Hiếu Hiếu, không thể để bà thấy hai đứa chúng mình được. Hiếu Hiếu, có phải sáng nay bị ông phê bình nên cháu không vui à? Hiếu Hiếu chắc chắn đã làm được điều cha mẹ gọi trả lời ngay. Nhưng ngoài việc bà bảo cháu làm gì cháu làm đó, cháu lại không nói với bà một câu nào hết. Nếu Hiếu Hiếu có suy nghĩ gì về việc sáng nay thì sau này ông bà không làm như thế nữa. Bà nội, sao thế nhỉ? Trưa nay bà vì Hiếu Hiếu cảnh cây giúp đỡ mà đã khen mình. Hiếu Hiếu cảnh cây chắc đã làm rất tốt. Nhưng vì sao vừa rồi bà lại buồn nhỉ? Mình phải hỏi bà mới được. Con gái à? Mẹ biết, con rất bận mà. Không sao, rảnh rỗi gọi điện cho mẹ là được rồi. Con đừng gác máy, vẫn còn chút việc nữa. Mấy ngày nữa là Tết Trung Thu rồi, con về chứ. Con không về thật à? Mấy năm nay con đều gửi bánh Trung Thu và tiền rồi, không cần gửi đâu. Ở nhà có mà. Đeo vào mà được kéo dài tuổi thọ sao? Mẹ không tin đâu. Con đừng lãng phí nữa. Con kiếm tiền cũng vất vả, để dành cho đệ đệ dùng khi vào học. Bận thì không phải về đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Còn nữa này, đừng mua gì cho mẹ nhé. Mẹ khỏe lắm, không phải lo cho mẹ đâu. Bận thì không phải về nữa đâu nhé. Nếu Tết Trung Thu mà cô về được, bà nội chắc chắn sẽ rất vui. Mỗi lần Trung Thu, cô đều gửi rất nhiều bánh Trung Thu, cả tiền rồi quà nữa. Nhưng bà nội đều không vui cho lắm. Tết Trung Thu năm trước khi cô về, bà nội rất là vui. Đúng rồi, thực ra cha mẹ gọi, trả lời ngay. Quan trọng là sự quan tâm, tôn trọng người lớn từ trong đáy lòng. Hiếu Hiếu cành cây mặc dù giúp đỡ bà làm việc, nhưng thực chất cậu ấy chưa từng quan tâm đến bà nội và cũng không xuất phát từ nội tâm. Sao giờ mình mới hiểu ra nhỉ? Những việc như thế này sao có thể để người khác làm hộ cơ chứ? Hiếu Hiếu, trời tối rồi mà không bật đèn sao? Cô mà về đón Tết Trung Thu thì tốt quá. Xem số điện thoại là biết ngay số của cô. Alo, xin chào. Cô à, cháu Hiếu Hiếu đây. Tết Trung Thu cô thực sự không về được ạ? Hiếu Hiếu, cháu gọi điện cho cô à. Bà nội, cô rất bận nên không được tùy tiện gọi cho cô đâu. Như thế sẽ làm phiền cô đó. Bà nội biết Hiếu Hiếu quan tâm đến bà, nhưng bà biết rằng con cái khi trưởng thành rồi tự khắc sẽ rời xa cha mẹ, không thường xuyên về được cũng không sao. Dù sao cũng còn có Hiếu Hiếu, đệ đệ rồi Tiểu Tuệ nữa. Các cháu đều ở bên bà nội, bà nội sẽ không cảm thấy cô độc đâu. Bà ơi, đây là của chị.
là em lấy mà. Của em, trả cho chị. Trả cho em. Của em. Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Bố ơi, bố ngồi đây đi. Chắc là bánh trung thu mẹ đệ đệ gửi đến rồi đấy. Để cháu mở cửa. Mẹ, con về đây. Con mệt rồi à? Mau vào nhà đi. Mẹ về rồi. Mẹ ơi, con về thế này không ảnh hưởng đến công việc đấy chứ? Mẹ, hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày đoàn viên. Giờ bà nội chắc là vui lắm đây. Mẹ, chúng ta ra ngắm trăng thôi. Mẹ à, thật ra con về được đều là từ cuộc điện thoại của Hiếu Hiếu đấy. Cuộc điện thoại đó, Hiếu Hiếu vẫn chưa gác máy. Mẹ à, khi con cái trưởng thành, có thể sẽ rời xa cha mẹ. Nhưng vẫn phải thường xuyên về thăm chứ. Các bạn nhỏ à, cha mẹ gọi, trả lời ngay, nghĩa là gì nào? Chính là khi cha mẹ, người lớn gọi ta, không chỉ là lập tức thưa, mà còn phải thể hiện sự quan tâm, tôn kính của mình đối với người lớn nữa đấy.